Hai hồn thu miếng nè. Đứa nào chọi tôi vậy? Sao mắc dạy chọi tôi vậy? Hả? Mày im ra cửa vậy? Đứa nào chọi đâu? Dạ, mai thằng Kiến chọi rồi. Rồi nó chạy rồi. Mày đừng có xạo, mày chọi mày léo lự. Dạ không phải em con đâu chú. Mấy anh kia nó chọi nó chạy rồi. Tụi bay léo lự đó, tao cho hai đứa bay bài học nhớ rồi. Nè cái gì vậy? Hai Lan, Lan. Tôi nói cho anh biết nha. Anh ỷ anh là người lớn á, rồi anh đi ăn hiếp mấy đứa con nít vậy đó hả? Đâu có đâu. Hồi nãy anh thấy hai đứa nhỏ chơi giỡn đây nè, dấp té nó khóc, rồi anh lại anh đỡ nó dậy thôi à. Nó đâu có làm gì đâu. Hai Lan, em mới đi dạy vậy hả? Khát nước không? Anh kêu nước cho hai đứa uống nha. Em ơi, cho anh. Ơi. Hả? Mấy đứa có sao không? Hả? Sao không? Hả? Hồi nãy chuyện khởi đầu bằng chiếc dép. Vậy bây giờ mình cho nó kết thúc bằng chiếc dép luôn. Mày nói rõ được không? Tao dòng thứ tao đâu có hiểu đâu. Thì bây giờ mình chơi tặc lon đi. Phần thưởng là tiền. Ê, hai anh to nhỏ cái gì đó, định bài trò xấu gì nữa đúng không? À không không. Không có gì đâu. Không. Nếu mà hai cô muốn tụi tôi tha cho hai đứa nhỏ, vậy thì vượt qua thử thách đi. Thử thách gì? Tặc lon. Tặc lon chơi không? Nếu như mà mấy cô thắng nha thì tôi với đại ca tôi sẽ tha cho hai đứa nhỏ. Với lại nếu mà mấy đứa thắng á thì cái số tiền này sẽ thuộc về hai em. Ừ, chơi không? Chơi thì chơi, chơi. Ê, còn nếu như mà hai cô thua tụi tôi á thì cho tôi với đại ca tôi. Thắng đi rồi không? Ai biết mày. Mày tôm tướp chứ vậy, chưa có chơi mà. Nhưng mà em thích. Ai chị em tôi thi trước. Hay. Chị hai hay, hay quá. À. Chị hai hả? Tới em lúc là yên tâm đi chị hai. Mấy cái trò này em chơi hoài à. Chậm 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 thắng. Úc là cơ là Úc là cơ là Lâm. Mày phải ai? Tới lượt hai anh đó. Ok. Chuyện nhỏ thôi. Nhỏ anh chơi này hoài. Anh nhắm mắt chơi còn thắng mà. Coi nè. Không có gì hết á. Cái đó là tại vì anh mắt tập trung nhìn tụi em thôi. Nhìn tao nè. Một. Anh hùng. Lừa hờn thu đúc trái ký ức hai ta. À ơi không sao chứ anh cũng như vậy mà. Rồi, anh thua rồi. Rồi, vậy là thua đó. Thua rồi thì chung đi. Anh không có phục nha. Anh muốn chơi lại lần nữa được không? Chơi thì chơi. Nhưng mà lần này tụi tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như mà chị em tôi thắng á thì tụi tôi kêu tụi anh làm cái gì, hai anh phải làm cái đó. Ừ. Trời ơi, tưởng gì. Hai Lan chỉ cần lên tiếng một cái thôi, dù là dầu sôi lửa bỏng anh cũng nhảy vô nữa. Nhưng mà nè, nếu như hai đứa em thua á thì tụi anh dặn hung hai đứa em nha. Ok. Ok. Yeah. Đợt này tao mày phan đi. Chứ nó nhảy cỡ đó tao phan không nổi. Mày cả tin tưởng em hả? Mãi là anh em. Anh Lâm. Hey. Hôm nay là thứ bảy, em thích đi giờ ba. Nhạc lên nhà em nhảy, em sexy giờ ba. Hey, hey. Là ơi, lên ơi, quẩy lên. Quẩy lên. Ơi, hụt rồi đó. Đại ca, sao mày nói với tao mày phan chúng mà? Nhưng mà xui, cái bài đó em thích. À, mẹ. Bây giờ thua rồi, hai người chấp nhận điều kiện nha. Ở đây có cái mương nè,
Bây giờ á, hai anh nhảy xuống dưới bắt ốc cho chị em tôi đi. Em, mình ra chợ mua ốc được mà. Không, không được. Tôi muốn hai anh lội xuống cái mương này bắt ốc cho tôi. Đúng rồi đó. Không có nhiều lời nữa. Ôi, đây. Ê, từ từ. Đây. Tới rồi đó. Mấy anh bắt ốc đi. Ở đây nhiều ốc lắm. Bắt phải có cho tôi nha. Ủa, bắt thiệt hả em? Tôi giỡn với anh hả? Mấy anh bắt ốc vui vẻ nha. Về thôi hai. Ốc đâu đâu bắt đây kìa. Trừ giao. Mình ráng bò đại đi rồi lớn. Mệt ghê vậy đó. Mày con gì ghê quá mày ơi. Có con nào đâu nữa cha. Mấy đàn kiều của anh có ai muốn mua quà gì không? Dạ, dạ có, dạ có. Anh ơi, em là Hai Lan, chị của ba nhó. Em thích quần áo đẹp. Em nữa, em á thì em thích mỹ phẩm nè, túi xách màu hồng, màu xanh, mấy màu nhu nhu á nha. Còn Út Lành thích đồ ăn ngon. Em thích dầu thơm. Hay mấy cái này nè. À, anh ơi, em còn chị đại của em á là thích hột sen á, hột sen. Đúng rồi, mẹ em thích vàng, anh mua vàng là mẹ em thích à. Rồi, rồi, chuyện nhỏ, anh sẽ có từng món quà và dành cho từng nàng kiều của anh. Wow. Yeah. Trời ơi, ba nhớ quá dữ nha. Bệnh quá chị ba. Trời ơi, giờ này còn bày ra ăn uống còn la hét sùm nữa. Không để ai ngủ ngơi gì hết vậy. Mà sao ăn không kêu tôi ăn? Nói vậy thôi. Chứ khuya rồi. Dọn vô đi. Ngủ sớm đi. Mai người ta còn coi mắt nữa đó. Dạ. Dạ. Xin chào bốn nàng kiều xinh đẹp. À, dạ, tụi con chào chú. Chắc chú đây là ba của anh Khánh hả? Bậy. Ba nào? Anh là anh Khánh hả? Anh Khánh bạn của ba nhót à. Trời ơi, trời ơi. Hôm nay như đã hẹn á, anh có đem cùng mấy món quà cho tụi em nè. Khách tới rồi hả con? Dạ. Dạ con chào bác. Dạ, con là Khánh nè, bạn trai của ba nhót, người nổi tiếng đẹp trai ghê lăng nhất trường này. Dạ, dạ mời ông anh ngồi. Bác, sao kêu con anh vậy, con tổn thọ chết á. Dạ, ông anh nói vậy tôi mới tổn thọ á. Bác ơi, con nhìn vậy chứ con mới ký đầu năm mà, con nhiêu đâu. Ngồi đi bác. Trà, trà ngon ha, mình uống nước rồi. Ngon quá. Bác ngồi đi bác. Bác công nhận nha, nhà mình bốn nàng kiều ai nấy đều sắc nước hương trời, y lời đồn nha. Chỉ có ông cội cái tội là ế đáng thương thiệt. Nè, cái anh chú kìa, ăn nói kiểu gì kỳ vậy? Bốn chị em tôi mà có ế á thì cũng không có tới lượt anh chú đâu ha. Cô hai nói chuyện dễ thương nè, nét hiền dịu ghê á. Ai nhưng mà không được nha, cái tướng số nhìn kỳ lắm á, ẩu lắm á nha. Cái tướng này tướng khổ nè, khắc khổ nè. Sau này có lấy chồng á cũng bị chồng bỏ hả, ở giá luôn á. Thôi thôi về đi, ở giá đi, phụng dưỡng mẹ già. Cô vậy cái chữ hiếu làm đầu á là mình tích đức dữ lắm á. Còn em ba sắc sảo hơn nha, sắc nét hơn á. Nhưng mà cái tướng số kỳ lắm, cái tướng số này tướng số sát trai, cho nên ba bốn đời chồng mới được hạnh phúc được ha. Còn em Tư xuất sắc. Em Tư nhìn cái tướng em Tư nè, tướng số nó hiện rõ luôn, ngực tấn công bông phòng thủ nè, cho nên sát trai bà cố luôn, trai nó bu nùm nớp luôn, nhưng mà cuối cùng cũng chữa quan nè, trai nó bỏ hết đâu chịu lấy đâu. Út kìa, hơi Út kìa, hình như chưa đủ 18, cho nên tướng số nó không hiện rõ ra được, cho nên mình bỏ qua đi, mình không xét. Còn bác, chị Đại nè, là chị Đại tướng ngon này nha, sắc nhất luôn trong các nàng kiều. Bác vô hỏi thiệt nha, hồi nhỏ bác đẹp lắm đúng không? Hồi đó bác sức hút lắm á, trai làng bu cho bác nụp nụp luôn á.
nhưng mà cũng cũng cái một rồi bác, cái nét á sát cu á từ bác mà truyền xuống ba nhót á, cho nên giờ bác ở giá tới giờ luôn á. Sao vậy mọi người, bình thường đi, cái này là cái tướng số mọi người nói cho nên anh nói gan vậy thôi. Bác con nói gan vậy thôi à, con nói đúng sự thật thôi à, chứ con không có gì đó. Bác đừng buồn nha, mọi người đừng giận buồn gì nha. Vui 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 đi. Sao mọi người sao đứng đơ vậy? Khách đến nhà rồi, mình có cái món quê nào đặc biệt mình đãi cho. Dạ khách như ông anh tôi không dám tiếp. Chết. Đúng rồi đó. Ông á, mỗi lần mà ông video call cho tôi á, chắc ông cà hả 70 cái app á. Gian xảo. Coi tử vi bấm tướng số hay vậy, không coi được mình á về hậu vận có được màu yên mã đẹp không? Vô duyên thúi. Công nhận nha. Anh ơi, nhà bác mấy nàng kiều không những đẹp sắc nước hơn trời á, mà được cái nữa là chỉ chọn nó đúng á. Đúng rồi đó. Anh xài app á, trời thời đủ thời buổi công nghệ bây giờ là mình phải xài app, mình phải tận dụng công nghệ chứ ba nhót đúng không? Mà cũng tại em không à, cũng là em thôi, em mê trai rồi em gán chịu chứ em nói gì nữa. Bốn nàng kiểu đây không hợp với anh đâu, nói thiệt á, bốn nàng kiểu không hợp đâu. Biết sao không? Tại tánh anh á thì nó vô tư thoải mái lắm, anh tính thích là lên mạng rồi kết bạn hẹn hò bốn phương rồi đó, để mà giao lưu văn hóa với nhau. Nhưng mà thôi, bữa nay gặp cũng là một cái duyên. Quà thì anh cũng đã mua rồi, anh gửi tặng mấy em, anh giữ đúng lời hứa rồi nha. Rồi xin phép về, thiếu bác con về. Là vui dữ chưa? Sao mà thời buổi này mà nó còn tồn tại cái ngữ này đó trời. Tôi không hiểu tự đâu luôn, rớt xuống đây luôn á. Đúng là kiếp nạn thứ 82 của năm nàng kiều đây mà. Hả? Gì? Gì năm nàng kiều vậy, có tôi nữa hả? Có, chị Đại đó.